The Man, hai quý ông lịch lãm của showbiz và ký ức về những ngày nhận cachet 300.000 đồng. Được thành lập vào năm 2009 với hai thành viên là Lê Hoàng và Tiến Dũng, The Man trở thành một trong số ít những nhóm nhạc được yêu thích nhất Việt Nam. Hàng loạt thành tích khủng và chịu khó chiều lòng khán giả, nhóm luôn có cho riêng mình một chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt. Nhưng con đường khởi nghiệp đâu dễ dàng, cả hai thành viên từng phải trải qua thời gian dài chỉ toàn là thất bại. Sau nhiều khó khăn, may mắn đã mỉm cười và giúp hai chàng trai có được tên tuổi như ngày hôm nay. Mô hình hai thành viên hoàn hảo. Được thành lập từ năm 2009, nhóm The Man gồm hai thành viên Lê Hoàng, cựu thành viên của BOM, và Tiến Dũng, cựu thành viên của WeBoys. Một năm đầu thành lập, The Man gần như không có show diễn. Họ bắt đầu đối mặt với khủng hoảng, tiền bạc. Khó khăn lắm, The Man mới có show diễn và nhận được cachet là 300.000 đồng. Thời điểm đó, cả hai phải chia nhau từng điếu thuốc, hộp cơm trong hậu trường sân khấu. Thời cơ đến với The Man khi trong bối cảnh các nhóm nhạc thường từ 3 thành viên trở lên đều có tuổi đời ngắn, hầu hết tách nhóm hoạt động solo. The Man đã đi trước, đón đầu với mô hình chỉ với 2 người. Đến thời điểm nền kinh tế có phần chùng xuống, sân khấu không còn rộn ràng như trước, các nhóm nhạc phải cạnh tranh trực tiếp với ca sĩ đơn, mô hình 2 người càng thêm hoàn hảo. Việc chỉ có 2 thành viên giúp The Man tiết kiệm được nhiều chi phí, ăn ở, di chuyển cho mình cũng như cho các bầu show. Chính vì thế, thay vì trả thêm tiền vé máy bay cho cả một ekip đông người như các nhóm nhạc khác, nhiều bầu show đã chọn cách mời hai anh chàng điển trai. Mô hình này cũng giúp họ không gặp nhiều rắc rối trong khi làm việc chung, dù từng thừa nhận không hoàn toàn hợp tính nhau, nhưng trưởng nhóm Lê Hoàng cho biết, anh và Tiến Dũng chọn cách mỗi người làm một việc vì mục đích chung. Theo đó, Lê Hoàng sẽ lo phần sản phẩm âm nhạc, nhận show cho nhóm, còn Tiến Dũng làm những việc còn lại. Âm nhạc ballad dễ nghe, dễ gần. Vạch sẵn cho nhóm một con đường để chinh phục người nghe, Lê Hoàng và Tiến Dũng trong giai đoạn đầu sẽ không chú trọng nhiều đến phần hát bè, mà nhấn mạnh đến cảm xúc khi thể hiện ca khúc. Cả hai đều sở hữu một chất giọng nồng nàn, ấm áp và đặc biệt ấn tượng ở những nốt cao. Với họ, việc chọn được những ca khúc phù hợp với chất giọng, với phong cách không phải chuyện dễ dàng. Rất may họ gặp được hai nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Duy và Phạm Việt Hoàng. Cùng gặp nhau trong ý hướng nghệ thuật, họ bắt tay hợp tác trong vòng 3 năm. Trong thời gian đó, The Man khẳng định giọng hát, phong cách của mình bằng chính các ca khúc viết riêng cho nhóm. Ca khúc đầu tiên công phá các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến trong 9 tuần liên tiếp là Hãy để anh yêu em lần nữa của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Cho đến giờ, đây là một kỷ lục mới của The Man mà ít gương mặt mới ca sĩ trẻ nào xô ngã được. Hiện tại, The Man cũng là nhóm nhạc nắm trong tay nhiều bài hit nhất, có thể kể đến Ngàn nỗi nhớ gửi đến em, Nếu không phải là em, Nếu là anh, Em luôn ở trong tâm trí anh. Dù các bài hát đều có phiên bản remix sôi động, nhưng dễ dàng nhận thấy fan luôn dành sự yêu thích cho The Man ở các bản nhạc ballad. Những mối tình thâm giao. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, một hit maker của làng nhạc Việt cho biết, anh và nhóm The Man thân với nhau như anh em bởi tính cách rất hợp và hiểu ý nhau. Đây cũng là lợi thế giúp The Man luôn có được những sáng tác hay. Ngoài nhạc sĩ này, hai chàng trai của The Man còn thân thiết với Nguyễn Văn Chung, Đào Trọng Thịnh. Nếu tinh ý, các fan nhận ra một điều, trong tất cả các sản phẩm âm nhạc của The Man, từ album, ca khúc đến MV, đều ít nhiều lồng hình ảnh, thông tin thể hiện tình bạn đẹp giữa Lê Hoàng và Tiến Dũng. Đây là cách họ luôn bồi đắp tình bạn đẹp giữa hai người theo năm tháng. Điển hình như trong MV Anh sợ mất em do chính Lê Hoàng sáng tác, Tiến Dũng hóa thân thành một chàng trai người Thái yêu cô gái người Mông và bị gia đình ngăn cản. Trong bối cảnh đó, Hoàng xuất hiện và tìm mọi cách giúp đôi tình nhân đến với nhau. Gắn bó với nhau trong nhiều năm, Lê Hoàng và Tiến Dũng không tránh khỏi những lúc tranh cãi vì cả hai đều là tuýp người nóng tính, nhất là về vấn đề âm nhạc, định hướng sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai đều đặt công việc và sự nghiệp lên hàng đầu hơn là những chuyện nhỏ nhặt khác. Vì thế, The Man đã thống nhất với nhau vài nguyên tắc để không ảnh hưởng đến tình bạn bè. Hai trong số những điều mà họ tuyệt đối tuân theo là không tâm sự chuyện tình yêu và có thể giúp đỡ nhưng không cho nhau mượn tiền. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Lê Hoàng và quá khứ làm nhân viên giữ xe. Là người năng động, luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, hài hước,
Lê Hoàng hiếm khi chia sẻ những tâm tư, cảm xúc nên ít ai biết anh đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn. Lê Hoàng sinh ra trong một gia đình trí thức và khá giả tại Đà Nẵng. Tuổi thơ của anh trôi qua yên bình. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi anh vừa tốt nghiệp cấp 3. Gia đình bị phá sản, bao nhiêu của cải lần lượt đội nón ra đi. Lê Hoàng nhớ lại, mọi thứ như một cơn ác mộng. 18 tuổi, tôi chưa đủ trưởng thành để đón nhận thực tế phụ phàng, nên có lúc chỉ muốn bỏ đi đến một nơi thật xa, không ai biết mình là ai. 4 năm học ở Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh là 4 năm anh rong ruổi khắp nơi ở Sài Gòn và làm đủ mọi nghề để tồn tại. Từ dạy kèm, bồi bàn đến phát tờ rơi, Lê Hoàng đều đã làm. Thậm chí anh còn giữ xe ở lề đường Tô Hiển Thành, quận 10 với mức lương 450.000 đồng một tháng. Lê Hoàng chia sẻ, tôi nghĩ làm nghề gì cũng được, miễn là nghề chân chính, kiếm tiền từ mồ hôi và nước mắt của bản thân thì chẳng có gì phải xấu hổ. Nhắc đến những năm tháng vừa làm vừa học, Lê Hoàng bùi ngùi. Buồn nhất là mấy dịp hè hay lễ lộc, bạn bè về quê hết, còn mình càng phải làm nhiều hơn, nhớ nhà da diết. Vì vậy, khi cuộc sống không còn khó khăn, anh bỏ hết show ngày Tết để dành thời gian cho gia đình. Nghiệp ca hát đến với Lê Hoàng tình cờ. Nếu người khác đến bằng con đường thi cử, gia nhập công ty đào tạo ca sĩ, thì anh đến với nghề qua những trận đá bóng. Thời đó, anh đi đá bóng rồi gặp Tuấn Hưng, Bằng Kiều, nghe đàn anh chia sẻ về nhạc. Thích quá nên Lê Hoàng lao vào học nhạc. Quyết định nghỉ học để theo đuổi đam mê âm nhạc, nghĩa là 4 năm đèn sách của anh đổ sông đổ bể. Trưởng nhóm The Man đã gây sốc cho gia đình. Nhiều năm sau đó, ba anh quyết không nhìn mặt con trai. Trong gia đình, có anh trai là giảng viên đại học, em gái tốt nghiệp đại học kiến trúc, nên ba anh không chấp nhận có con đi làm ca sĩ. Đam mê ca hát nhưng bước vào con đường này quả lắm chông gai. Dù được Tuấn Hưng và Bằng Kiều giới thiệu show, nhưng nhiều khi vác ba lô ra Hà Nội 1-2 tháng, chỉ được diễn một show duy nhất. Khi cùng Tiến Dũng thành lập nhóm The Man, anh cũng gặp nhiều trắc trở. Để ra được album đầu tay, hai chàng trai phải vay tiền khắp nơi mới được 100 triệu đồng. Tuy nhiên, The Man Vol. 1 lại không thành công. CD in ra 3.000 đĩa nhưng chỉ bán được 300 đĩa. Trong lúc thất bại, Lê Hoàng gặp nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và được anh gửi cho bài hát Hãy để anh yêu em lần nữa. Ca khúc trở thành hit, đưa tên tuổi The Man đến gần hơn với khán giả. Nhìn lại chặng đường đã qua, Lê Hoàng xúc động chia sẻ. Cảm ơn những khó khăn đã giúp tôi trưởng thành và có được ngày hôm nay. Tổ ấm nhỏ của Lê Hoàng. Từ vài năm nay, anh đã có được cho mình một tổ ấm nhỏ rất hạnh phúc. Vợ của nam ca sĩ là diễn viên Việt Huê. Cả hai đã có đến 6 năm hẹn hò mới chính thức về chung nhà. Lê Hoàng từng dành nhiều lời có cánh cho vợ trên truyền thông. Dù kém anh 10 tuổi, nhưng Việt Huê có suy nghĩ rất chín chắn. Vì thế, cả hai hầu như không cảm thấy có vấn đề về việc chênh lệch tuổi tác. Dù đã sống với nhau và có hai con, nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Ngoài thời gian đi lưu diễn, Lê Hoàng cũng phụ giúp vợ khá nhiều trong việc chăm sóc cho hai nhóc tì. Sau nhiều bộn bề lo toan, tổ ấm nhỏ này đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tiến Dũng, chàng trai đào hoa kín đáo bậc nhất showbiz Việt. Tiến Dũng sinh năm 1984, trước khi tham gia The Man, anh là thành viên nhóm nhạc We Boys và đảm nhận vai trò hát chính. Trước khi vào We Boys, ít ai biết rằng Tiến Dũng từng được chọn gia nhập 1088 khi hai thành viên Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long ra đi, nhưng kế hoạch này không thành. Sau đó, Tiến Dũng tham gia nhóm 114 cùng công ty quản lý với 1088, nhưng nhóm cũng không đi đến đâu. Dường như cơ duyên hát nhóm đã gắn vào Tiến Dũng. Sau khi We Boys tan rã, anh nhận được sự gợi ý của ca sĩ Tuấn Hưng để thành lập nhóm The Man cùng Lê Hoàng. Tiến Dũng từng được mệnh danh là một trong những chàng trai đào hoa của showbiz Việt. Ít ai biết, nữ ca sĩ Nụ Cười Từ Thiên Đường là bạn gái đầu tiên của Tiến Dũng. Cả hai đã từng hẹn hò với nhau từ khi Trà Ngọc Hằng còn là sinh viên và chưa vào showbiz. Tuy nhiên, mối tình đẹp này kéo dài khoảng 4 năm thì kết thúc. Từng dính nghi án với nhiều người đẹp, song chỉ khi gặp cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng, Tiến Dũng mới chính thức công khai tình cảm này đến các fan. Mối tình đẹp của đôi trai tài gái sắc từng được công chúng yêu mến và ủng hộ suốt một thời gian dài. Quen nhau hơn 3 năm, thậm chí từng chụp bộ ảnh cưới thì nữ ca sĩ ngỡ ngàng trước thông tin Tiến Dũng và Lan Anh, người bạn gái mà cô giới thiệu cho bạn trai mình để đóng MV, có tình cảm với nhau. Đau khổ khi bị người yêu phản bội, Hải Băng từng có một thời gian dài không muốn nhìn mặt Tiến Dũng. Khoảng tháng 2 năm 2014,
Tín Dũng chính thức công khai bạn gái mới Lan Anh với giới truyền thông. Dù vậy, đến cuối năm 2014 thì cặp đôi cũng chia tay trong bình yên. Không ồn ào như Hải Băng và Lan Anh lọ lem, chuyện tình của Tín Dũng và Hồ Võ Trang Linh lại không bị soi mói quá nhiều. Những ngày đầu yêu Tín Dũng, Hồ Võ Trang Linh cũng phải chịu nhiều áp lực từ bạn bè và người thân, bởi nhiều người cho rằng nam ca sĩ này đào hoa, không chung thủy. Sau một thời gian dài thuyết phục, tình cảm của hai người đã được chấp nhận. Yêu Tín Dũng nhưng Hồ Võ Trang Linh không xuất hiện cùng anh trong các sự kiện của showbiz. Cặp đôi từng dính nghi vấn chia tay đầu năm 2017, tuy nhiên cả hai không lên tiếng. Mãi cho đến đầu tháng 3 năm 2018, Hồ Võ Trang Linh đã thừa nhận đăng ký kết hôn với Tín Dũng. Cả hai đang sống chung và có một cô con gái. Ngoài sự nghiệp ca hát, Tín Dũng cũng tập trung vào công việc kinh doanh. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!